Hi, xin chào mọi người. Ok, sau cái đợt nghỉ lễ thì hôm nay mình đã quay trở lại và sẽ update cho mọi người những cái thông tin rất là thú vị. Thì mình mong là mọi người sẽ xem hết cái video này. Thế thì trước khi đến cái nội dung của video thì với những cái bạn nào mà mới theo dõi kênh YouTube của mình, đúng không ạ? Thì sau khi ấn nút đăng ký thì các bạn hãy ấn hình quả chuông ở bên cạnh. Thì khi nào mà mình làm những cái video thì các bạn sẽ là những cái người đầu tiên được update thông tin và sẽ có được cái thông tin một cách sớm nhất. Ngoài ra thì các bạn hãy follow thêm cả kênh Telegram của mình. Hiện tại thì kênh Telegram của mình đang có gần 1.700 thành viên thì mình vẫn thường xuyên update thông tin lên trên cả kênh Telegram lẫn trên kênh YouTube. Và sau rất là nhiều sự chờ đợi thì mình đã quyết định là mở một cái group để mà cung cấp tín hiệu trading. Và group này thì mình hy vọng là mọi người sẽ có một cái kênh để mà có thể tham khảo và có thể kiếm được lợi nhuận từ cái thị trường này. Thì group này hoàn toàn free, thế nên là mọi người có thể tham gia vào đây và tham khảo những cái kèo cũng như là những cái kinh nghiệm mà mình có được trên cái thị trường liên quan vấn đề trade, thì mình sẽ chia sẻ trên cái kênh Telegram này, được không ạ? Ok, quay trở lại với cái chủ đề của video ngày hôm nay. Thì sau những ngày vừa rồi, các bạn có thể thấy là sau một tuần vừa rồi thì giá của Bitcoin khá là ổn định. Tuy rằng là có một vài lần Bitcoin có cái mức tăng giảm, nhưng mà tuy nhiên là nó chỉ 1 đến 200 đô thôi, nó không phải là một cái mức tăng giảm quá là mạnh. Và chính vì cái sự ổn định của Bitcoin, thế nên là đã tạo điều kiện cho các altcoin có một cái mức tăng trưởng khá là nhanh trong trong tuần vừa rồi. Và hiện tại như các bạn có thể thấy là sau sau một thời gian altcoin tăng trưởng mạnh thì thường là các nhà đầu tư họ sẽ xả, thế nên là hiện tại altcoin đang có cái mức giảm từ 2 đến 3%. Thì đó là liên quan đến thị trường chung, vốn hóa vẫn duy trì ở mức 4 trên 400 tỷ USD. Vậy thì xu hướng của Bitcoin sẽ như thế nào? Thực ra là cũng không có gì mới liên quan đến xu hướng của Bitcoin mà mình đã từng cập nhật ở những cái video trước. Thì hiện tại Bitcoin sẽ có hai cái mốc quan trọng, đó là mốc 9.800 và mốc 8.600. Và xu hướng hiện tại của Bitcoin là vẫn chưa rõ ràng trong cái việc là sẽ phá vỡ cái mốc 9.800 hay là tụt sâu xuống cái mức 8.600. Thì hiện tại Bitcoin vẫn chưa có cái dấu hiệu rõ ràng cho cái điều này. Thế nên là để dự đoán cái xu hướng của Bitcoin trong ngắn hạn là một cái việc khá là khó khăn. Tuy nhiên là trong trung hạn thì mình vẫn khá là tin tưởng là Bitcoin sẽ phá được cái mức 9.800. Và nếu như phá được cái mức 9.800 thì cái mốc tiếp theo của Bitcoin sẽ là 11.200. Còn nếu như Bitcoin giảm sâu xuống 8.600 thì có thể Bitcoin sẽ tụt tiếp xuống dưới 8.000. Tuy nhiên là mình vẫn như những cái phân tích ở những cái video trước mình chia sẻ với các bạn, thì cái khả năng mà Bitcoin sẽ còn một lần tăng trưởng nữa là khá là cao, và có thể là sẽ tăng lên 9.800, hoặc là nếu vượt qua 9.800 thì sẽ tăng lên tới mức cao nhất là 11.200. Thì mình sẽ cố gắng là update thường xuyên những cái diễn biến của Bitcoin cho các bạn. Còn trong thời điểm hiện tại, như các bạn có thể thấy là Bitcoin vẫn đang trong cái quá trình sideways, vẫn đang trong cái quá trình tích lũy và nó không có biến động quá lớn và tạo điều kiện cho các altcoin tăng trưởng khá là mạnh. Như cái tiêu đề của video ấy, và mình cũng đã có chia sẻ trên kênh Telegram của mình, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để mà sao các bạn giao dịch được an toàn nhất, có được lợi nhuận và tránh được cái tình trạng cháy tài khoản. Thì mỗi một người họ sẽ có một cái cách giao dịch khác nhau, và mình sẽ không áp đặt là cách giao dịch nào đúng và cách giao dịch nào sai. Tuy nhiên là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình giao dịch trên cái thị trường crypto cũng như là cái cách mình trade để mà có thể làm sao giảm thiểu tối đa cái việc rủi ro. Thì cái đấy là cái mình sẽ ưu tiên hàng đầu. Thế thì với một cái kèo mà mình sẽ share ở trên kênh Telegram của mình ấy, thì các bạn có thể thấy là một kèo thường sẽ có từ 3 cho đến 4 target. Vậy thì các bạn sẽ trade như thế nào? Có phải là các bạn đợi đến cái target cuối cùng mà các bạn xả hết hay không? Thì cái câu trả lời thực sự là nằm trong mỗi người và không có một công thức nào là công thức chuẩn cả. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình ấy, thì mình sẽ làm như sau. Ví dụ như là một cái đồng coin BTS. Đây là một đồng coin mà mình cũng đã hold trong một khoảng thời gian vài tuần. Và trong những ngày vừa rồi thì đồng BTC BTS cuối cùng cũng đã có một cái sự tăng giá và tăng lên tới 30%. Vậy thì mình sẽ không đợi cho đến khi BTS đạt lên đỉnh điểm là 4.400 Satoshi thì mình mới xả. Đó, thì mình sẽ xả như sau. Nếu như BTS sẽ tăng lên cái target thứ nhất
là khoảng 3.700 thì mình sẽ giảm đi khoảng 25% số coin mà mình đang có. À, tăng lên mức target thứ hai thì mình sẽ xả 50% và tăng đến mức gần đến mức target cuối cùng. Cái việc mà xác định được cái đỉnh nó rất là khó, thế nên là chỉ đạt được đến khoảng 4.000 Satoshi là mình sẽ tỏa xả toàn bộ số coin mình đang có. Như vậy là mình sẽ xả lần lượt từng tuần tự qua các target, chứ mình không đợi đến target cao nhất mà mình xả. Thì điều này sẽ giúp cho mình quản lý vốn một cách tốt hơn, cũng như là tránh được cái rủi ro. Nếu như các bạn đợi đợi đến cái mức target cuối cùng để mà các bạn bán thì rất có thể là sẽ cái coin đó nó không đạt được đến cái target đó, đúng không ạ? Và khi mà đã không đạt được target thì cái coin đó bị xả rất là nhanh, và rất có thể là chúng ta đang từ gồng lãi và chúng ta chuyển sang lỗ, thì là đó là một cái điều không tốt chút nào. Với cái việc các bạn xả từ từ qua từng target thì cái vốn của chúng ta sẽ được bảo toàn một cách tốt hơn. Tuy nhiên đây không phải là một cách để mà có thể kiếm được lợi nhuận cao nhất đó. Thì các bạn phải cân nhắc giữa cái việc là quản lý rủi ro và cái việc mà các bạn quản lý được cái lợi nhuận của các bạn đó, nó sẽ tỷ lệ nghịch với nhau. Thì nó sẽ tỷ lệ thuận với nhau, rủi ro càng lớn thì lợi nhuận càng cao. Tuy nhiên đây không phải là một cách để mà có thể trade trong lâu dài, vì sớm muộn gì nếu như vào cái downtrend thì cái xác suất để mà các bạn bị mất tài khoản nó cao hơn rất là nhiều. Hiện tại thì các altcoin với cái sự ổn định của Bitcoin đang có cái lợi thế để mà có thể uptrend được. Tuy nhiên là nếu như altcoin đi vào cái downtrend mà các bạn vẫn chơi với cái cách như vậy thì nó sẽ rủi ro hơn rất là nhiều. Thì đó là cái chia sẻ của mình liên quan đến cái việc là cái cách chơi là như thế nào, đúng không ạ? Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải phân ra là trade ngắn hạn hoặc trade trung hạn, hoặc là hold hold trung hạn và hold dài hạn. Với những các bạn trade ngắn hạn, các bạn trade trong ngày, thì nếu như giả sử như là cái coin đó đạt được cái target một của các bạn thì các bạn có thể xả hết cũng được, đó là tùy các bạn thôi. Còn với những cái bạn nào mà hold, chịu khó hold trung hạn, thì các bạn có thể làm như mình đang làm, đạt đến từng target và các bạn xả dần dần, thì nó sẽ giúp cho cái vốn của các bạn được bảo toàn cũng như là được tăng trưởng một cách ổn định và đều đặn hơn. Thì đó là chia sẻ của mình liên quan đến cái việc làm thế nào để mà có thể quản lý vốn cũng như là làm thế nào để mà có thể trade một cách an toàn, được không ạ? Thì các bạn nào mà có ý kiến gì, hoặc là các bạn hãy chia sẻ các cách mà các bạn trade ở dưới video này để chúng ta sẽ cùng thảo luận. Cái thông tin tiếp theo mà mình muốn update cho các bạn liên quan đến cái đồng Stellar, thì đồng Stellar đã chính thức được list trên sàn Bitfinex, và điều này thì giúp cho Stellar có cái mức tăng trưởng rất là nhanh trong vài giờ vừa qua. Vào trưa nay thì mình cũng đã có up cho các bạn những cái kèo mà các bạn có thể hold. Ngoài Stellar thì các bạn có thể hold Ripple, Moss Steam hoặc là LSK, thì các bạn có thể cân nhắc để mà hold những cái đồng coin này. Thì với cái mức tăng trưởng hiện tại, với những các bạn nào trade trade thì các bạn có thể chốt lãi được rồi, đúng không ạ? Còn với những các bạn nào hold thì các bạn sẽ chờ đợi thêm, và cái mức target tiếp theo mình sẽ show cho các bạn nó sẽ rơi vào tầm này, thì các bạn có thể ứng chừng được để mà các bạn xả trước đó. Đó, đây chính là cái mức đây là cái mức giá trần tiếp theo mà cái đồng Stellar có thể đạt được, và các bạn sẽ phải xả trước đó, có nghĩa là các bạn sẽ phải xả ở cái mức 5.700 Satoshi. Hiện tại đang là 4.924, thì nếu mà các bạn vẫn còn muốn hold thì các bạn phải sẽ hold đến cái tầm này, đúng không ạ? Từ 5.000 đến 7.000, 5.000 đến 5.700 thì các bạn sẽ tính những cái đoạn là chốt lãi. Đó là cái mục tiêu của cái đồng Stellar này nếu như các bạn hold trong trung hạn. Còn các bạn nào trade thì các bạn đã kiếm được lợi nhuận rồi thì cũng rất là ok, đúng không ạ? Thì mình sẽ thường xuyên up lên cái kênh này những cái kèo hold cũng như là những cái kèo trade để mà các bạn có được nhiều sự lựa chọn. Đó là liên quan đến cái đồng Stellar. Một cái đồng coin tiếp theo đó là đồng Econ. Econ là một cái đồng coin mà đã có một cái sự kiện rất là quan trọng vào ngày 30 tháng 4, và rất là nhiều người kỳ vọng cái sự tăng giá của cái đồng Econ khi mà đã có cái sự kiện này. Thì họ đã chính thức công bố cái nền tảng mà họ gọi là Econis. Thì cái nền tảng này sẽ giúp cho những cái nhà phát triển, họ sẽ xây dựng cái ứng dụng dApp của họ trên cái nền tảng này. Nó khá là tương đồng với Ethereum đó, mặc dù là Econ thì cái mục tiêu của nó rộng rộng lớn hơn, không chỉ là xây dựng một cái nền tảng để mà có thể phát triển dApp. Tuy nhiên là về cái mảng này thì nó tương đồng với Ethereum, và họ hứa hẹn là cái nền tảng Ionis này nó sẽ rất là thân thiện với người dùng, dễ tạo code hơn so với nền tảng Ethereum, và họ sẽ ra mắt cái trang web ICONet vào ngày 11 tháng 5 đó. Và ngày 11 tháng 5 thì chính thức các ICO có thể
chạy được trên cái nền tảng Econet, và cái các ICO của Hàn Quốc thì mình nghĩ là sẽ là khách hàng đầu tiên của cái nền tảng này. Thì mình hy vọng là cái nền tảng Econ sẽ tạo ra một cái nền tảng ICO tiếp theo mà chúng ta có thể sử dụng được, không chỉ là ở trên Ethereum mà Econ và Neo cũng sẽ là những cái nền tảng tốt để mà cho các nhà đầu tư có nhiều lựa chọn hơn. Vậy thì chúng ta hãy cùng ghé qua cái bảng giá, cái đồ thị của cái đồng Econ trong tháng vừa rồi. Đây là đồ thị của Econ trong vòng 1 tháng. Thì các bạn có thể thấy là cái thời điểm mà mình làm cái video của Econ ấy là rơi vào khoảng 2 tuần trước, rơi vào khoảng 1 tuần trước. Thì vào cái thời điểm đó giá của Econ khá là thấp, chỉ rơi vào khoảng 4.000 Satoshi. Và với cái việc là các nhà đầu tư họ FOMO về cái sự kiện là 30 tháng 4 Econ sẽ ra mắt cái nền tảng ICO, thì đã giúp đẩy giá của đồng Econ lên tới 5.200 Satoshi vào ngày 28 tháng 4. Và như thường lệ thì họ sẽ xả trước số Econ mà họ đang nắm giữ trước cái ngày diễn ra sự kiện. Và vì vậy vào ngày 30 tháng 4 thì giá của đồng Econ bị tụt giảm khá là nhiều nếu mà chúng ta so với cái ngày 28 tháng 4. Thì đây cũng là một cái kinh nghiệm để mà các bạn có thể sử dụng trong tương lai. Bởi vì với những cái sự kiện, với những cái đồng của những cái đồng coin mà gây sự chú ý như là Econ, như là Neo, như là Cardano hoặc là như là đồng Tron ấy, thì các nhà đầu tư họ thường sẽ có cái xu hướng là họ xả cái số coin họ đang nắm giữ trước cái ngày diễn ra sự kiện từ 1 đến 2 ngày. Các bạn không nên xả quá sát giờ diễn ra sự kiện, nó rất là nguy hiểm. Như đồng Econ chẳng hạn, đúng không ạ? Econ họ đã xả từ ngày 28 tháng 4, mặc dù là 30 tháng 4 thì mới công bố cái sự kiện đó. Và cái đồng Tron trước đây mình giới thiệu với các bạn thì cũng là như vậy. Đồng Tron cũng ra cái testnet vào ngày 31 tháng 3, nhưng mà chỉ trước đó 2 ngày thôi. Hạn ngày trước đó 2 3 ngày thì cái sự sụt giảm giá của đồng Tron rất là nhanh, và các nhà đầu tư họ đã xả trước đó 2 3 ngày rồi. Thì đó cũng là một cái kinh nghiệm để cho các bạn sau này, với những cái đồng coin lớn và có cái sự kiện thì các bạn nên vào trước khoảng 1 tháng hoặc ít nhất là vào trước 2 cho đến 3 tuần. Và chúng ta sẽ xả trước cái sự kiện đó từ 1 đến 2 ngày. Thì đó là cái cách mà chúng ta kiếm được lợi nhuận một cách tối ưu nhất. Thì với những cái bạn nào mà có lợi nhuận từ cái đồng Econ thì mình cũng xin chúc mừng các bạn, vì đồng Econ có một cái mức tăng trưởng trong vòng 1 tháng rất là nhanh. Và sau sau cái đợt công bố cái kết quả thì đồng Econ mới có một cái mức sụt giảm, thì đây cũng là điều khá là dễ hiểu, đúng không ạ? Thì sắp tới mình sẽ cố gắng là cập nhật cho các bạn những cái sự kiện của những cái đồng coin lớn để mà các bạn có được những cái thông tin sớm nhất, và mình sẽ đăng tải trên cái group Trading FOMO. Thì các bạn hãy nhớ follow cái group đó để nhận được thông tin. Và cái đồng coin cũng như là cái nền tảng cuối cùng mà mình muốn nhắc đến ấy, đó chính là nền tảng Kyber Network. Thì thực ra là mình khá là quan tâm đến cái nền tảng Kyber Network là bởi vì cái CEO của họ là một cái người người Việt Nam tên là Lợi, và nền tảng này đang là một cái nền tảng rất là gây chú ý trên cộng đồng quốc tế. Và nếu như nền tảng này là một cái dự án thành công thì có thể là cái cánh cửa mà để cho Việt Nam tiếp cận đến với cái công nghệ blockchain nó sẽ rộng mở hơn rất là nhiều. Thì cái sàn giao dịch Kyber Network vừa mới có một đối tác đầu tiên, một cái đồng coin đầu tiên là đồng Storm, thì sẽ được trade trên cái nền tảng Kyber Network trong tương lai. Thì đó là những cái sự khởi đầu khá là chắc chắn của cái nền tảng này. Ngoài ra thì Kyber Network họ còn là host của một cái sự kiện diễn ra vào thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 5 là 24 đến 25 tháng 5, đó là sự kiện Blockchain Festival Việt Nam. Thì sự kiện này do sàn Huobi tổ chức, và Kyber Network thì cũng trong ban tổ chức của cái sự kiện này. Thì hy vọng là cái sự kiện này sẽ đem lại những cái thông tin có ích cho những cái nhà đầu tư Việt Nam. Mình sẽ cố gắng là mình sẽ update những cái thông tin có trong cái sự kiện này cho các bạn. Và cái thông tin cuối cùng mà mình muốn update cho các bạn đó chính là cái việc có một cái công ty trong cái ngành công nghệ blockchain, và đây là một cái sàn giao dịch tiềm năng trong tương lai. Sàn giao dịch này có tên là Darkhook. Thì sàn giao dịch này đang có cái ý định là mở rộng cái việc kinh doanh của mình, và họ đang tuyển CMO. CMO là giám đốc về marketing ở rất là nhiều quốc gia khác nhau, từ Nga, Hàn Quốc, Indonesia, Cambodia, Malaysia, và trong đó có Việt Nam. Thì họ đang rất là cần một cái người có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và một cái người có kinh nghiệm trong lĩnh vực crypto để mà có thể giúp họ phát triển được ở trong cái thị trường Việt Nam. Thì các bạn có thể tham khảo cái thông tin liên quan đến cái việc tuyển dụng này ở cái phần miêu tả ở cái video này, mình sẽ đăng tải link ở bên dưới.
thì mình cũng mình cho rằng là cái công việc này cũng khá là phù hợp với những cái bạn nào mà có kinh nghiệm trong cả hai mảng marketing và crypto, thì mình nghĩ là khá là phù hợp với cái mức lương cũng rất là hấp dẫn, lên tới 3.200 đô trên một tháng. Thì các bạn nào mà quan tâm thì có thể truy cập vào cái link ở bên dưới để mà có thể tìm hiểu thêm thông tin từ cái trang web này, được không ạ? Ngoài ra thì các bạn cũng có thể truy cập vào website của mình để mà có thể lấy được thông tin về cái việc tuyển dụng này. Đó, thì đó là những cái thông tin mà mình cho rằng là khá là đáng quan tâm cũng như là khá là quan trọng, mình muốn cập nhật với các bạn trong ngày hôm nay. Thì từ ngày hôm nay mình đã bắt đầu quay trở lại làm việc và sẽ cố gắng là cung cấp cho mọi người những cái thông tin sắp tới một cách sớm nhất, và mình sẽ cố gắng là chạy cái group Trading FOMO một cách hiệu quả nhất để giúp mọi người có thể kiếm được lợi nhuận. Và có lẽ là trong ngày mai hoặc ngày kia thì mình sẽ có cái bài review liên quan với đồng Tron. Đồng Tron đang là một trong những cái đồng rất là hot với cái mức tăng trưởng rất là nhanh trong những ngày vừa rồi, thì mình sẽ có một cái bài review riêng liên quan cái đồng Tron. Các bạn nếu mà cảm thấy video hữu ích thì hãy comment ở bên dưới cho mình biết, cũng như là like video này, và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Xin chào.